chúng ta gặp vào trăm tư trăm ba, vào 200, 200 lớn quá ha, đỡ bài là không nên cho 200 ha, 180. Xin chào quý thầy cô, cũng như là xin chào các em học sinh. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau về cái hình của cái đề thi tin học trẻ ở Quảng Ninh. Thì cái đề bài cho thì cái bán kính đường tròn lớn thì lớn hơn 0 và nhỏ hơn 200. Cánh hoa có bán kính thì bằng 2/3 cái hình tròn bé. Hình tròn bé ở đây có nghĩa là đường tròn nội tiếp cái tứ giác này. Hình tròn lớn được tô màu đỏ, hình vuông tô màu vàng, và hình tròn bé thì tô màu trắng. Và cánh hoa thì tô màu hồng. Nét bút vẽ bằng hai. Dữ liệu thì được nhập từ bàn phím ha. Thì vẽ ở cái tổng quát. Thì để làm bài này chúng ta làm gì sau này? Thì người ta cho mình thì cái bán kính thì nhập từ bàn phím ha. Như vậy thì mình sẽ khai báo một cái biến biến đặt tên là cạnh đây ha. Thì cái biến này này là chúng ta nhập từ bàn phím. Thì cái nhập á, thì đợi trước từ chúng ta nhập cái nhập á, thì từ từ chúng ta làm sau ha. Ban đầu thì chúng ta cho nó cái bán kính trước của cái đường tròn lớn trước là 150 Như vậy đầu tiên chúng ta quẹt cái đường tròn lớn trước này. Đường tròn lớn á, thì chúng ta vẽ như thế này. Chúng ta lấy cái cạnh chúng ta bà bò đây, và chúng ta đi lui về ha. Ý tưởng là từ tâm đi ra theo cạnh bước rồi lại đi lui vào tâm, sau đó chúng ta xây một độ ha. Rồi dần bàn xuống này. Từ tâm này đi ra rồi lại đi về, tiếp tục là quay một độ, quay cho một khoảng, sau đó thì chúng ta sẽ quay cho 360 lần, 360. Rồi sau đó ý tưởng của chúng ta đợi cho quẻ một cái tứ giác á, cái hình vuông á, cái hình vuông này thì chúng ta làm sao để chúng ta xác định được cái cạnh của cái hình vuông này. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta biết rằng cái bán kính này thì là bằng 150. Chúng ta đang đứng tại tâm thì chúng ta lui về cái biên này ha, là lui về cái cạnh bước. Chúng ta lui về 150. Chúng ta quay nhanh ha. Đây. Thì chúng ta đứng tại đây.
À, thì bây giờ làm sao chúng ta xác định được cái cạnh này? À, thì chúng ta thấy rằng từ đây đi lên đây, à, đây là cái bán kính của nó này. Như vậy đây là một cái tam giác vuông vuông cong ha, hai cạnh này bằng nhau và đây là bán kính. À, như vậy đây là cạnh huyền. À, như vậy để xác định được cạnh huyền thì chính là bằng tổng bình phương cộng hai cái cạnh góc vuông này lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lên này. Quay lên góc này, quay lên là bốn mươi lăm độ ha, bốn mươi lăm độ. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông có cái cạnh chính là cạnh huyền của nó là bằng bình phương bình phương hai cạnh góc vuông. Tức là bằng căn bậc 2 của cạnh nhân cạnh. Từ đây chúng ta lên đây ha, chạy thử này. Vậy từ đây xuống đây ha, xuống đây, hoặc là chúng ta lên về lên trên này trước cũng được, cái nào cũng được cả ha. Rồi chúng ta về xuống đây đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay vào một góc 90. Quay vào một góc 90 để chúng ta vẽ được cái hình vuông. Bốn lần. Thì bây giờ chúng ta tô màu cái hình vuông này. Thì đỡ tô màu ạ. Thì chúng ta sẽ dùng một cái vòng lặp dì bít ha. Sau mỗi vòng lặp như này thì chúng ta giảm cái cạnh nó vừa không, có nghĩa là chúng ta tô, chúng ta quẹt các cái hình vuông này giảm trừ kích thước lại, giảm giảm trở vừa đây ha. Thì sau mỗi lần như vậy thì chúng ta giảm cái cạnh này xuống trừ một, trừ một. Và giảm đến khi nào? Giảm đến khi cái cạnh này nó trở về không thì nó sẽ dừng lại. Rồi mình sẽ thử này. Bây giờ hướng nhân vật nó vừa đây. Bây giờ mình tiếp đến là chúng ta quẹt cái đường tròn nó tiếp cái tứ giác này. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lại cho nó là một góc là 45 độ. 45. Đợi chúng ta đi vào chính giữa tâm này. Sau đó chúng ta đi lại cạnh bước. Cạnh bước đây chính là cái bán kính ha. Cái bán kính. Lúc này chúng ta sẽ đặt lại cái cạnh nó, cái bán kính cho nó. 150. Rồi chúng ta chạy thử này. Thì lúc này chúng ta cho cái màu khác để cho chúng ta dễ quan sát này. Màu vàng này chẳng hạn ha. Rồi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta đứng tại đây. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Cái đường tròn nối tiếp cái tứ giác này. Bây giờ đã vẽ đường tròn nối nối tiếp cái tứ giác này á, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái tam giác vuông cong ha. Thì chúng ta ý tưởng là cái bán kính của đường tròn nhỏ này chính là vừa đường cao và đường trung trực của cái tam giác vuông cong này. Như vậy chính là cái cạnh này, cái bán kính này chính là bằng cái cạnh này chia hai, cạnh này chia hai. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn chính là bằng cái đoạn này này chia hai nha.
chính là bằng cái cạnh hiền này chia hai, chúng ta bỏ vào đây chia cho hai nha. Sau đó chúng ta sẽ đi trừ vào nhân bàn cái này xuống ha, nhân bàn cái này vào đây và quay một, quay cho một độ ha. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại 360 lần, 360 và tiếp đó chúng ta sẽ quẹo cánh, cái cánh hoa. Bây giờ mình quẹo cánh hoa trong đờ bài người ta cho là bằng 2 phần 3 cái hình tròn bé, chính là cái hình tròn màu vàng này. Nhưng mà bây giờ mình vẽ cái cánh hoa này nó bằng cái bán kính này luôn đi. Chính là bằng quay này bằng 90 này, chúng ta sẽ quay tất cả chia cho nhân cho 3.14, nhân chỗ này chính là gì, cái bán kính này là bằng bằng cái đoạn này chia hai này ha. Như vậy là nhân bằng cái này, đây rồi cho đây là gì, chỉ ra 360, quay cho một phần tương tự như vậy. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại việc này 90, lặp hai lần. Chúng ta sẽ cho nó cái màu ha, trong đời người ta cho nó cái màu hồng. Bây giờ là chúng ta quẹt cái bắn, chúng ta chọn cái này sai rồi. Lớn quá rồi. Chính là bằng cái này, cạnh cạnh chia hai. Rồi chúng ta chỉnh lại cái chỗ bán kính, cái đường tròn nhỏ này tí xíu ha. Tức là chúng ta lấy cái bán kính của bán kính của đường tròn nhỏ này chia ba ha, chia ba. Rồi sau đó chúng ta sẽ lặp lại cái việc này 3 lần, 4 lần ha. 4 lần thì góc quay của nó là 90. Và quay ở góc quay là 4 lần ha. Thì chúng ta có được cái bài nó giống như là cái đơn người ta cho ha. Chỗ này thì bây giờ này chúng ta có cái vạch vàng này, chúng ta xử lý cho nó tí xíu rồi này. Thì chúng ta dỡ cái cạnh bút này lên, sau đó chúng ta đặt cái bút xuống. Thì ở mức tổng quát á, thì người ta cho mình nhập vô ha, hãy nhập bán kính đường tròn
Rồi. Thì câu trả lời mình bỏ đây. Rồi, chỗ này tí xíu nữa. Câu trả lời mình bỏ đây. Rồi, bây giờ mình chạy thử ha. Rồi, nhập xuống 100. Rồi. Mình cho nhân vật của mình nó nhỏ lại tí xíu này. Rồi, chúng ta nhập vào 104, 103. Vào 200. À, 200 lớn quá ha. À, đỡ bài là không nên cho 200 ha. 180. Rồi. À, rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.